Đây, đây là BA225V nè. BA225V đó là màn hình màu 25W. Thông thường những cái dạng âm ly âm tường này người ta dùng cho loa âm trần cho căn hộ. Đó, mình cấp nguồn 220V vô đây, rồi ở đây đó là nguồn cấp loa nè. Đó. Người ta đặt một cái đế âm này ở trong tường, xong rồi người ta gắn cái âm ly lên. Thì cái âm ly này nó có Bluetooth và USB. Đó, mình có thể gắn tai nghe vô cũng được. Đây là BA225V.